Tôi là Cấn Thị Thêu. Tôi là dân Oan Dương Nội. Dạ, nguyên nhân thì là xuất phát từ cái việc mà người ta thu hồi đất của chúng tôi, mà gọi là thu hồi nhưng mà thực sự đấy là họ cướp trắng của chúng tôi. Trong khi đó là chúng tôi không chuyển đổi được nghề nghiệp, dẫn đến không có việc làm thay thế, rồi bị thất nghiệp đói nghèo. Cho nên là chúng tôi phải dấn thân và có con đường đấu tranh. Thì khi mà chúng tôi đấu tranh thì chúng tôi cũng gửi đơn theo cái trình tự của luật khiếu nại tố cáo, nhưng mà họ không giải quyết cho chúng tôi, mà họ đưa hàng nghìn công an, bộ đội, rồi dân phòng họ đến, họ đàn áp tàn khốc chúng tôi, để cướp đất của chúng tôi. Thì cái lần trước á, án lần trước thì tôi, trong khi tôi chỉ đứng quay phim ghi hình cái cảnh công an đánh dân thôi, nhưng mà họ đưa rất nhiều người đến, họ đánh tôi, họ nhét rẻ vào mồm tôi, họ đánh tôi ngất xỉu, họ cho tôi vào ba bố, họ chửi tôi vào thẳng công an quận Hà Đông, sau đó họ chửi tôi đến trại tạm giam số 3 công an thành phố Hà Nội. Thì cho đến lần này thì tôi cũng chỉ đi gửi đơn theo cái trình tự cái luật khiếu nại tố cáo thôi, biểu thị cái tiếng nói, cái quan điểm đấu tranh của tôi thôi, là yêu cầu chính quyền này nhanh chóng giải quyết để đảm bảo cho người dân có cuộc sống ấm no. Thế nhưng mà họ không giải quyết cho chúng tôi, thì họ bắt tôi vào đồn công an số 6 Công Trung. Mà tại đây thì tôi đã bị cái ông Đinh Sĩ Hải, đội trưởng đội hình sự công an quận Đống Đa, là chửi với tôi rất là thậm tệ, dùng những cái lời tục tĩu du côn côn đồ, họ chửi, ông cứ chửi tôi. Và sau đó ông Quân đe dọa giết tôi tại đồn công an số 6 Công Trung. Thì đến ngày 10 tháng 6 năm 2016 thì họ đưa khoảng gần 100 công an cảnh sát cơ động. Khi gia đình tôi còn đang ngủ thì họ ập đến, họ bao vây gia đình tôi, mang theo súng, bình xịt, rồi cui. Họ bắt tôi về giam tại trại tạm giam số 1 Hỏa Lò. Và họ quy trừ tôi tội gây rối trật tự công cộng ạ. Người phụ nữ thì luôn luôn là muốn bình yên. Thế nhưng mà vì họ đẩy chúng tôi vào cái thế phải vùng lên đấu tranh. Thì khi một người phụ nữ mà dấn thân đấu tranh thì thực sự là nó rất là có nhiều cái để mà phải lo toan. Là người phụ nữ trong gia đình thì trong gia đình thì không thể thiếu được một người cái bàn tay của phụ nữ để chăm lo cho chồng, cho con. Nhưng mà dấn thân vào con đường đấu tranh, phải dấn thân với cảnh tù tội, thì đấy là những cái mà người phụ nữ phải gánh chịu, phải chịu những cái mà áp lực về tinh thần rất là lớn. Khó khăn ở trong tù thì nói chung cũng như tất cả những người tù khác phải gánh chịu. Đấy là cái áp lực lớn nhất, đấy là về cái tinh thần. Về cái tinh thần thì lúc nào cũng phải lo toan cho bên ngoài, cho gia đình, cho chồng con, cho những người đấu tranh, cho còn đáng là người phụ nữ thì rất là nặng về cái tình cảm. Cho nên là về còn cái cuộc sống ở trong tù đấy, thì chúng tôi thì cũng như tất cả những người tù khác phải chịu tất cả những cái gì mà tàn khốc của cái chế độ này đã áp dụng với chúng tôi. Nhưng mà để mà giành lại được cái quyền cho những người tù thì chúng tôi cũng phải dần cũng phải đấu tranh rất nhiều ở trong tù. Thì tôi nghĩ rằng là cũng như nhau thôi. Vì họ cũng chịu tất cả những cái gì mà cái tàn khốc, nó phải nói là đấy là một cái địa ngục trần gian. Thì họ cũng, tôi chắc nghĩ là chắc chắn là cũng như nam giới thôi, họ cũng bị đối xử ngược đãi, họ cũng bị đánh đập, họ cũng bị tất cả những nhiều như nam giới cũng bị bóc lột, họ cũng tôi nghĩ rằng họ cũng rất là chịu khổ sở như nam giới thôi. Bắt đầu kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ lại chung sức chung lòng, đóng góp một chút công sức nhỏ bé để cùng với bà con đấu tranh giành lại đất đai, tài sản mà chế độ Cộng sản Việt Nam đã cướp đoạt của nhân dân chúng ta.